Akin là một chàng trai nghèo nhưng rất hiếu thuận vì để kiếm tiền chữa bệnh cho bố, một ngày anh phải làm tận 4 công việc khác nhau, dù nghèo nhưng anh rất chịu khó, nên cô bạn gái sát sai luôn ở bên cạnh anh. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cả hai hiện giờ đã đến tuổi kết hôn, nhưng bố của sát sai là một tên nịnh bợ và keo kiệt. Nói về sự bủn xỉn, ông ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Ngay cả khi Akin đến xin cưới, ông ta cũng không nỡ bật đèn lên, chỉ đốt một ngọn nến để thắp sáng, đồng thời còn nói ông chỉ gả con gái cho đại gia giàu có, người nghèo như Akin thì đừng có mà mơ tới. Akin vô cùng tức giận về những lời chế giễu này, liền thề rằng nhất định sẽ trở thành triệu phú và đến cưới xác sai. Trước khi đi còn không quên bật hết đèn điện lên cho bõ tức. Sau đó cùng với người bạn Jacknu đến viện thăm bố, không ngờ người bố không hề bị bệnh, còn khỏe như bò tót và đang tán tỉnh cô y tá. Hóa ra ông nhập viện là vì muốn được hưởng thụ cuộc sống không phải lo nghĩ, nhưng vô tình đã bị Akin trông thấy. Ông liền nói rằng Akin không phải con ruột của ông. Năm đó mẹ của Akin mất vì tai nạn tàu hỏa, ông ta vì muốn chiếm số tiền được bồi thường nên đóng giả thành bố của Akin và nuôi dưỡng anh. Nghe đến đây Akin không thể nhịn được nữa, lập tức tẩn cho ông bố xấu xa này một trận. Sau khi về nhà, Akin lấy chiếc hòm của mẹ ngày xưa, bên trong có thư tình của mẹ cậu, ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ hỏng. Mở chiếc đồng hồ ra còn có ảnh của bố mẹ mình. Người đàn ông trong ảnh hóa ra là ông trùm kim cương Zori. Không ngờ bố đẻ của mình lại là một tỷ phú, nhưng vui mừng chưa được 3 giây, trên TV liền đưa tin Zori vì bị hóc xương cá nên đã qua đời. Nghe xong Akin như chết lặng tại chỗ. Jacknu liền an ủi Akin, nhưng Akin còn chưa kịp khóc thì phóng viên lại nói Zori không có con cái, không biết ai sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ này, giờ thì chẳng phải anh sẽ là người thừa kế hay sao? Akin nóng lòng vội thu dọn hành lý bay đến Bangkok, không ngờ căn biệt thự to đến mức phải lái xe để đi vệ sinh. May mà Akin vẫn kịp dự tang lễ của bố mình. Akin vui vẻ nhưng không quên giả bộ gào khóc thảm thiết, cuộc sống mồ côi bố thật là đau buồn. Sau đó quản gia gọi Akin đến phòng làm việc, anh lấy ra di vật của mẹ làm bằng chứng, nhưng quản gia lại thông báo với anh một tin không may. Bố Akin nghĩ rằng anh đã không còn trên cõi đời này nữa, nên ông đã giao lại số tài cho người khác rồi. Akin nghe thấy rất phẫn nộ, liền xông thẳng đến phòng người thừa kế, một chiếc ghế xanh đang nhàn nhã lắc lư. Akin trông thấy càng bực tức, anh bắt đầu la hét ầm ĩ, bố vừa mới mất chưa được bao lâu mà ngươi đã thèm thuồng khối tài sản của bố tao rồi, ngươi đúng là một con chó. Vừa dứt lời thì chiếc ghế liền xoay lại, người thừa kế hóa ra lại là một con chó. Câu nói sướng như chó đúng là có thật mọi người ạ, nó đã cứu ông chủ khi ông gặp khó khăn, ông làm như vậy là muốn báo đáp công ơn của nó. Akin không cam tâm khi để khối tài sản rơi vào tay chú chó, liền tìm đến Jacknu nhờ giúp đỡ, chỉ có giết được chú chó thì Akin mới trở thành người thừa kế duy nhất. Akin tuy không nhẫn tâm giết chú chó, nhưng vì muốn cưới được xác sai nên anh không quan tâm nhiều như thế. Hôm sau hai người đi đến trang viên, sau khi đưa ra yêu cầu với quản gia ở lại đây với thân phận là bảo mẫu cho chú chó, quản gia sau khi suy nghĩ liền đồng ý. Hai người đặc biệt chuẩn bị một cuốn sách 500 cách tạo ra cái chết ngoài ý muốn, cuộc chiến giữa người và chó chính thức bắt đầu. Chú chó này rất thích đọc sách và học tập mỗi khi rảnh rỗi. Hai người đến cái tủ lạnh gài bẫy, không ngờ chú chó lại đi thẳng đến chỗ công tắc ngắt nguồn điện đi, sau đó lấy thức ăn rồi rời đi. Hai người kinh ngạc đến xem thử, không ngờ khi vừa chạm tay vào tủ lạnh chú chó liền bật điện lên, thế là bị điện giật cho đơ người. Thua keo này ta bày keo khác, hai người tìm cho chú chó này một cô chó xinh đẹp. Chú chó vừa trông thấy hồn vía đã lên mây, hai người vội đuổi theo nó lên cây cầu gỗ. Akin không cẩn thận bị trượt chân, ngã đâm đầu vào một gốc cây. Tiếp đến hai người dùng thuốc gây mê, sau đó bịt mắt chú chó lại đưa lên sân thượng. Không ngờ người thừa kế do ông trời chọn quả nhiên là khác biệt. Những chiếc xe dừng lại lần lượt từ cái cao đến cái thấp, trông như là được sắp xếp từ trước vậy, khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Sau đó hai người lại hạ độc vào loại sữa mà nó thích uống nhất, nhưng nó chỉ ngửi vài cái rồi đẩy bát sữa đi. Đúng lúc đó quản gia đi tới cầm bát sữa lên uống hết sạch. Hai người vội sơ cứu bằng máy ép tim, kết quả lại cầm nhầm hai cái bàn lạc. Cùng lúc đó ở trong nhà tù của Bangkok, hai anh em này là em họ của Zori, vừa hay tin anh mình qua đời liền muốn chiếm tài sản. Đúng lúc này thời gian ra tù của hai người cũng đến. Bố của Sắc Sai sau khi nghe tin liền nghĩ là Akin được thừa kế tài sản, liền dẫn theo con gái đến biệt phủ nhận người thân. Ông nói với quản gia con gái mình và người thừa kế đang yêu nhau. Quản gia nghe vậy thì ngây người ra, không biết chú chó từ khi nào đã yêu một bạn gái loài người. Akin dẫn chú chó ra bảo nó qua chào hỏi bố vợ. Sau khi biết người thừa kế không phải là Akin, ông tức giận dẫn Sắc Sai ra về. Lúc này hai anh em kia cũng ra tù, họ cho rằng con chó kia không có gì đặc biệt, chỉ cần giết được chú chó thì tài sản nhất định sẽ về tay họ. Còn Akin đưa chú chó đến sân trượt băng, nhân lúc chú chó không chú ý liền đập nứt mặt băng để dìm chết chú chó. Hai anh em kia cũng đến đây đập vỡ mặt băng, chú chó cảm thấy lớp băng không bình thường, vội xông đến húc bay Akin ra xa, còn bản thân chú chó lại rơi xuống nước. Hành động của chú chó đã làm cho Akin cảm động. Akin luôn tìm cách hại chú chó, vậy mà giờ đây chú chó lại cứu mình. Akin hối hận vừa khóc vừa đập xuống mặt băng, may mà chú chó này mạng lớn.
lớn nên đã bình an chui lên. Sau khi về nhà, Akin đi đến trước di ảnh của bố sám hối. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao bố lại giao toàn bộ tài sản cho chú chó. Nếu so với nó, Akin cảm thấy bản thân không bằng nó. Sau khi từ biệt chú chó, Akin không còn cảm thấy hối tiếc nữa mà rời khỏi căn biệt thự. Nhưng không ngờ Akin vừa đi khỏi, hai anh em kia liền dẫn theo rất nhiều luật sư đến tranh giành tài sản. Họ cùng nhau tìm ra lỗ hổng từ trong di thư của bố Akin. Quản gia thấy vậy liền đem chú chó cùng hai anh em kia đến thẩm phán. Nhưng hai anh em kia sớm đã mua chuộc thẩm phán. Cuối cùng thẩm phán quyết định cho hai anh em được thừa kế khối tài sản kia, còn lạnh lùng đuổi quản gia và chú chó ra đường. Akin sau khi biết chuyện qua tin tức trên báo thì nhanh chóng tìm đến, muốn đòi lại những thứ thuộc về chú chó, đồng thời phá hủy âm mưu xấu xa của hai tên kia. Sau một hồi thảo luận, họ nghĩ ra được một kế. Chú chó chặn ở con đường mà hai anh em kia đi qua, trông thấy chú chó hai người xuống xe định xử đẹp nó, liền bị chú chó gọi 500 người anh em đến khiêu chiến. Hai anh em trông thấy nhiều chó như vậy thì sợ muốn tè ra quần. Họ thử đàm phán với chú chó, nhưng nó hận hai người đến xương tủy. Lúc này lệnh vừa hạ xuống, bầy chó liền phát động tấn công. Hai anh em đau đớn chỉ biết la hét. Vào thời khắc quan trọng, Akin liền xuất hiện. Akin giả bộ ra đòn đuổi chúng đi, vài ba chiêu đã xử lý xong đàn chó. Hai người thấy Akin quá trượng nghĩa, cộng thêm anh lại là con trai của Zori, nếu thuê anh làm người hầu thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Cứ như vậy, Akin thành công xâm nhập vào căn cứ quân địch. Sau một thời gian tiếp xúc, Akin phát hiện hai anh em nhà này đều thích gái xinh, thế là Akin đã dùng đến mỹ nhân kế. Akin liền đưa bạn gái sắc sai của mình đến, dùng sắc đẹp để dụ dỗ hai người họ. Sắc sai luôn thay đổi diện mạo trước mặt hai người, làm cho họ say mê sắc sai đến mất hồn mất vía. Thấy hai người vì muốn có được sắc sai mà cãi nhau, người em nhớ lại lời khuyên bảo của mẹ, thế là hai người lại làm lành như trước. Ngược lại, sắc sai trở thành người chia rẽ tình cảm của hai anh em. Kế hoạch đầu tiên đã thất bại, cách này không được, ta bày cách khác. Hồi nhỏ hai anh em bị mẹ dọa ma, cho nên đến bây giờ họ vẫn rất nhát gan. Tối đến, quản gia khóc lóc tìm tới hai người, nói rằng chú chó đã bị bỏ đói tới chết. Ông dọa hai người làm chuyện xấu xa nhất định sẽ bị báo ứng. Akin cũng đứng kế bên thêm dầu vào lửa. Nửa đêm, người em nhìn thấy hồn ma của chú chó ở trên trần nhà, khiến anh ta sợ đến tè ra quần. Còn người anh lại trông thấy chú chó bước ra từ trong tivi, dọa cho anh ta sợ muốn rớt linh luồn luôn. Hôm sau, Akin lại bắt đầu chia rẽ hai anh em họ, nói rằng tối qua không hề có ma. Hai bên bắt đầu cãi nhau, đổ lỗi cho đối phương tại sao lại đuổi chú chó đi. Chiêu này quả nhiên là có tác dụng, hai anh em họ bắt đầu đấu đá nhau. Trong lúc cãi nhau, lỡ miệng nói ra việc mua chuộc thẩm phán. Lúc này nhóm người của Jack Nu ở trên lầu cầm máy quay lại toàn bộ, nhưng đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Jack Nu vì tay run nên đánh rơi đĩa xuống dưới. Hai anh em nhìn thấy cái đĩa lập tức hiểu ra kế hoạch, nhìn thấy chứng cứ nằm trong tay bọn xấu, chú chó liền chạy ra ngoạm lấy chiếc đĩa. Hai anh em tức giận gọi đàn em đến tìm cách lấy lại. Chú chó ngậm cái đĩa cắm đầu cắm cổ chạy. Akin dựa vào tuyệt chiêu van xin quyền của mình kéo dài thời gian chạy trốn cho chú chó, nhưng tiếc là chú chó vẫn bị hai anh em lái xe đâm trúng. Akin vô cùng tức giận xông lên đánh nhau với chúng, người anh độc ác lôi súng ra bắn Akin. Vào giây phút nguy hiểm, chú chó đã chắn viên đạn cho Akin, điều này khiến Akin vô cùng phẫn nộ, chỉ vài chiêu đã đánh bại hai anh em họ. Sau đó nhanh chóng đưa chú chó đến bệnh viện, sau khi cấp cứu thì từ từ tỉnh lại. Cuối cùng chú chó đã tha thứ cho hai anh em xấu xa kia. Akin trở thành tỷ phú và lấy được sắc sai làm vợ, mà chú chó cũng thành công cưới được cô chó xinh đẹp. Bộ phim này đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!